Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, cùng bạn bè năm châu quốc tế tiếp tục về thiệp hàng. Đó là thùng loa sắp kép hầm 50 mẫu năm 2002. Để em đóng cửa vào cho đỡ quanh nắng vào nha. Để các bác nhìn cho dễ tí chứ không nắng vào nhìn nhiều chỗ nó bị chói nóa. Đấy. Thì đây em về được trước là một cặp trong thời điểm gần Tết đến nơi rồi. Này cũng rất là mong muốn các bác nào đặt hàng thì cố gắng nhận hàng nhanh giúp em nha. Thì đây là kia, ui dồi ôi cái vỏ thùng xúc kép mẫu hầm 50 mã là năm 2002 đấy. Như mẫu này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là 5.500.000 đồng là giá tại cửa hàng, và giá gửi đi cho các bác bao ship là 7.500.000 đồng các bác nhé. Nếu các bác đấy mà ở xa quá thì bên em sẽ nói thẳng luôn là giá là có hai giá đấy, 5.500.000 giá tại cửa hàng là các bác tự đến lấy, hoặc là em gửi đi thì các bác cứ tính cái tiền cước phí như nào thì các bác tự chịu. Hoặc là thứ hai là em sẽ bao gọi tất cả các cái chi phí phát sinh, ví dụ như các bác ở xa nhá, có hai trường hợp như sau. Ví dụ gần ở khu vực loanh quanh miền Bắc này thôi thì giá ưu tiên là 5.500.000 giá tại cửa hàng, cước phí các bác tự lo, nó chỉ tầm 500 đến 800 hoặc là 1.000.000 một đôi này. Miền Bắc, khu vực miền Bắc, chỗ nào xa quá thì đến 1.600.000 thôi là đắt lắm rồi. Còn ví dụ các bác ở trong miền Trung miền Nam thì nó có hai lựa chọn như sau. Có hai mức giá, thường thường hai mức giá. Tức là ví dụ các bác ở trong tỉnh này tỉnh kia, ví dụ là tít tận miền Nam thì ví dụ hẳn là các bác ở thành phố Cà Mau đi. Đấy. Thì em sẽ gửi vào đến bến xe miền Đông, sau đó từ đến bến xe miền Đông sẽ vào đến nơi các bác. Thì nó sẽ bị gánh hai cái cầu cước, cước phí có thể là đến 2.000.000, 2.200.000, 2.500.000, thậm chí 3.000.000 thì bên em phải lo. Đấy, được không ạ? Thì để các bác nó có cái so sánh cũng như là biết được cái phương thức bên em bán hàng nó kiểu như thế nào, để các bác biết rõ hơn tí. Chứ không các bác lại bảo sao thì nhà xe người ta đấy có 1.200.000 thôi mà em bao cước em phải nhận tận 2.000.000 này. Thế bây giờ ví dụ các bác ở xa quá em bao gọn tất cả cước luôn, nãi nỗ đấy là việc của em, đúng không? Đấy, nói thế cho nó dễ. Ví dụ như là các bác ở xa thì em sẽ gửi Viettel thì nó sẽ lâu hơn, tầm 5 đến 7 ngày, thậm chí là mười mấy ngày cơ. Nhưng trước em gửi mấy kiện hàng cho các bác toàn là mười mấy ngày mới nhận được. Đấy. Thì đây là cái chiếc vỏ xúc kép hầm 50 nhá, mẫu năm 2002. Con này thì có thanh chống ở giữa. Đấy. Có 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 6 khoang nỗ hình chữ nhật. Thùng vách giữa kia là có 6 nỗ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Và bên cạnh thì là có 3 nỗ cạnh, 3 nỗ bên cạnh này, 3 nỗ bên cạnh kia. Thì tổng cộng là 6 cạnh, hai bên. Đấy. Còn đây là cấu tạo bên trong thùng các bác nhé. Thùng bên trong là có vách này, nỗ ốc chôn gen này. Thì cái này bên em lại có hai đời. Như là cái loại mà nắp cho 3.000 ý, 18 TNWK 3.000 ý, thì là các bác nhìn này, 18 TNWK 3.000 thì sử dụng là 8 nỗ ốc thôi. Còn 18 TNX 4.000 thì sử dụng 14 nỗ ốc. Tất cả nỗ ốc đều có làm sẵn trong đây, 14 ốc là cái bát 4.000. Đây các bác xem cái bát 4.000 em có sẵn ở đây luôn. Đây là cái bát 18 TNX 4.000 từ 28 côn 125. Đấy, 14 ốc nhá, trong 8 ngoài 6, được chưa? Trong 8 ngoài 6, 14 ốc là của con 4.000. Thì giá nên cả xúc kép hoàn chỉnh cho các bác là 16.500.000 bao ship cho các bác. Nhưng nếu như các bác nắp cái loại TNX 4.000 thì em sẽ nhận giá là 16.800.000 nhá, bởi vì nó nặng hơn là do cái củ nó bát ấy, nó gánh thêm cái tiền cước hơn. Là 16.800.000 này em sẽ bao ship cho các bác. Nào nắp cái bát 18 TNX 4.000 và trên cái thân thùng mẫu năm 2002. Ví dụ cái thân thùng này các bác nắp 18 TNWK 3.000 thì em chỉ có nhận giá là 16.500.000 thôi các bác nhé. Đấy, nói rõ luôn để các bác tham khảo. Ví dụ như các bác nào đấy thì hãy liên hệ trực tiếp cho em đặt hàng. Đấy. Thùng đợt này là 4 tay sách nhá, ốp bằng kim loại. Thùng bên trong là có thanh chống ngang dọc các kiểu luôn, đầy đủ luôn cho các bác. Em sẽ đặt ngửa ra như vừa nãy, đặt nằm ra như vừa nãy để các bác cùng xem. Thùng này
nên cả cục. Nên cả cục như này hoàn chỉnh là có 88 cân 8. Là nắp cái cấu hình 18TNW3000. Còn nếu như nắp 18TNW4000 nó khoảng tầm là 106 cân, 105 đến 106 cân hay 103 cân gì đấy. Hôm qua em có tính thử rồi. Và thùng không thôi là 65 cân. Mà bát kia là 19 cân một quả. À thế là 103 cân, 19 cân một quả bát rồi. Đấy. Các bác nhá. Nên là nếu mà các bác mà chơi cái cấu hình này mà nắp cái loại bát 3000 là gần như là vừa hiệu quả này, vừa uy lực này, được cái công suất chịu tải rất là lớn. Tuy nhiên các bác thích thì bên em vẫn có theo kiểu như là các bác đặt thôi, các bác nắp bát nào thì em sẽ nắp loại bát đó. Còn như con 18TNX4000 kia thì này phải thay đổi nổ ốc, bởi vậy tận 14 ốc cơ, trọng lượng của bát rất là lớn. Nắp vào nó sẽ yêu cầu là một cái khung thùng nó phải thật sự nó rất là chắc chắn. Nhưng tuy nhiên có điểm đặc biệt là khối lượng thùng nó càng nặng ấy, thùng nó càng nặng thì đánh nó không có bị xê dịch cái thùng. Như cái thùng này 88/8, hôm trước em có thử đặt đánh thử ngoài trời. Nếu như đẩy khỏe, đẩy căng nhá, tầm 1600W đến 1800 hoặc 2000W, các bác đánh trên tải 8 ohm. 4 ohm nó khoảng tầm 3000 đến 3200. Các bác đánh để ý là cái thùng này. Nếu như kê mà không cân nhá, là nó sẽ hơi di chuyển một tí. Đấy, cái điểm yếu của cái dòng thùng này là nó chưa được đổ nặng. Khối lượng thùng không là 65 cân rồi, nhiều các bác chê là nặng, nhưng mà em nói thật là súp kép ấy nó phải nặng thì nó mới chắc được. Nặng thì nó không bị xê dịch. Ví dụ mình kê đồ đạc ở trên này nó không bị xê dịch, nó không bị chạy đi chơi. Nó còn nhiều các bác bảo súp kép nặng thế này ai mua? Gấp đẩy. Các bác cứ nói quá nên chứ. Các mẫu này em nói thật các bác là tầm này em không nhận trước được đơn lẻ nó nhá. Các bác nào có chốt đơn chuyển khoản thì em mới nhận hàng thôi. Chứ còn không em không nhận đâu, bởi vì em tầm này cũng nhiều việc linh tinh lắm. Bên em nhận sơn cả thùng loa nhá. Đấy. Còn đây là bát 18TNW3000. Còn trong kia các bác vừa xem là 18TNX4000. Với cấu hình thùng này thì các bác có hai sự lựa chọn. Nếu như nắp bát 4000 thì là sẽ thêm 300.000 nữa, là 16.800.000 vào ship cho các bác, bởi vì cái cước phí vận chuyển nó cao rồi nên em sẽ nhận giá cao, được không ạ? Và cái nỗ ốc của nó lại phải khác. Con này là nỗ ốc có 8 thôi, còn cái kia là nỗ ốc tận 14 cơ. 14 ốc. Ở đây là mặt trước nhá. Thùng thì sơn thì nó còn tùy từng nô, bởi vì nô này là không thể nào đặt riêng nữa, đặt chung theo nô của anh em. Sơn đợt này là sơn sần hạt ấy, hạt vịt, hạt mịn, hạt to. Chứ còn sơn sần hạt bé, hạt cát thì hết hàng rồi. Hết hạt cát rồi thì sang cái hạt sần loại này các bác nhá. Đây là các bác có khen có chê thì tùy nhá. Bên em thì nói luôn chứ không có giấu gì đâu. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau. Bây giờ anh em chúng em là đóng hàng và chuẩn bị gửi hàng đi cho các bác đây. We'll be right back.